Nghe nhắn bay chuẩn bị tao quay qua đấy. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình, và mình là Trịnh Gia. Thì hôm nay nhân dịp mình mới sắm con R15 V3 phiên bản 2019, thì mình sẽ review cho các bạn thấy những điều đặc biệt trên chiếc V3 này. Ok, let's go. Trước tiên là cái đầu đèn khá là đồ sộ. Này cái gọi là cái hốc gió đây. Các bạn có thể thấy hốc gió đây. Nhưng mà hốc gió giả, đéo phải hốc gió thật. Đấy, làm giả thôi, không gió không vào đây được, nó chủ yếu là làm cho nó đẹp thôi. Thuộc vàng, dân nghiệp dư người ta gọi upside down đây. Và chiếc upside down này thì theo mình cảm nhận thì nó khá là êm trong mọi tình huống, ổ gà hoặc là ổ voi, ổ chuột rất là ok. Nhưng mà có một điều đặc biệt ở đây là trên chiếc phục upside down này, không biết là các chiếc khác như thế nào, nhưng mà chiếc này mình mua từ hãng về, nó có hiện tượng xì nhớt ở đây, các bạn có thể thấy. Nó hơi bị xì nhớt ở đây nha anh em, một ít thôi, không đáng kể. Nhưng mà mình nghĩ cái này là do lỗi của nhà sản xuất đây anh em ạ. Mình nghĩ là như vậy thôi, chứ mình đi cũng chưa bao giờ mà vấp ổ voi to mà dẫn đến cái việc mà hư cái phết này cả. Rồi tiếp theo, mình đã hạ cái biển din, cái đuôi rin của nó, và mình đã gắn lên đây một cái bát để gắn biển số luôn. Đấy, rất là tiện lợi. Các bạn có thể gặp công an hay là thanh tra, mình bật cái này lên cho người ta thấy, là tỏ vẻ hiền hòa, tỏ vẻ con nhà lành. Không thì mẹ bục lại đây là mình mass speed thôi. À, yêu, bạn thấy đấy, bô đít, người ta gọi là không đít đây, đít bô đây. Phần đít của nó là ăn thôi, là chiếc bô này. Chiếc bô này đang chạy burin nha anh em. Nha, nhìn tối tăm đéo thấy gì, nhìn vừa phát rồi. Đấy, bạn đấy nhìn trong này tối tăm luôn. Này vừa bằng ngón tay cái nha. Đấy, tiếng này cũng. Nói chung là burin thì nó không phê bằng bô độ được. Lốp của R15 này là lốp 140 nha anh em. Ôm cua thì cơ bản là gần hết được lốp. Mình sẽ review cho các bạn thấy. Mẹ, các bạn thấy gì không? Cái màn test lốp như thế này thì mình chứng tỏ một điều là mẹ cao su mẹ không thắng được đinh. Mẹ tỏ lốp đều mẹ. Đồng hồ. Tại cái đồng hồ Casio của nó là rất là đẹp, mang phong cách của các đàn anh như là R6 hoặc là R1. Đấy, có logo Yamaha ở đây. Đấy, kim xăng bên này, km, trip là quãng đường, đây là số và vòng tua máy nha anh em. Đấy, và cơ bản là nó khá là giống một chiếc phân khúc tầm 600 đến 1000 phân khối trở lên. Cơ bản là to. Rồi rất là ok. Nói chung là các bạn nào chưa sử dụng mô tô phân khối lớn thì trước tiên các bạn có thể sắm con này để mình trải nghiệm. Khá là cứng, khá là chắc chắn, khá là tiện lợi đấy. Đó. Bây giờ mình đi về chứ chắc mai mốt về mình tháo mẹ nè. Đi đỡ bị trời. Cất bớt ở nhà đi, có khi mình cất bánh ở nhà luôn đỡ trời bánh. Đỡ mòn bánh. Rồi, và mình sẽ review cho các bạn mình tiếng máy của nó nhá. Máy của nó burin thì không có uy lực gì lắm đó. Cái burin này rất là êm đấy, các bạn có thể thấy bịt lại rất là êm luôn. Rồi mình sẽ test tua máy. Theo cái cảm nhận ban đầu của mình sau khi mình chạy xong con ẹt 150, mình có cảm nhận ban đầu của nó, mình cảm nhận sơ ban đầu là con này chạy khá là đầm, mang phong cách phân khối lớn mà, đúng không? Mang phong cách phân khối lớn thì mình chạy rất là ngầu xịt luôn. Đi qua mẹ gái nhìn tít mắt, nhưng mà được cái nhìn xe đéo phải nhìn người. Con R15 này mà để so với ẹt này thì mình phải đánh giá qua rất là nhiều tiêu chí nha anh em. Thứ nhất là tay nài,
Đấy, rồi đường xá, rồi khí hậu thời tiết, mọi thứ. Theo cảm nhận bắt đầu của mình thì con này nó sẽ đề ba không ăn. Nghĩa là nó không ăn được con S150 được, không ăn. Nhưng mà về nước hậu thì mình nghĩ là hơn nhau cái độ liều, đúng không? Thằng nào liều thì nó về đất thôi, ok. Còn thằng nào mà bảo thách thức R15 đua với tất cả thể loại thì mày anh cấp luôn. Anh cấp mẹ 150 ra đây đua với con R15 của anh. Anh cấp chấp luôn mẹ tất cả các kèo nha. Và sau đây mình sẽ test. Mình test hai con R15 và con S150 kia. Tầm này chắc tầm 400m thôi. Đoạn đường này có hạn 400m thôi nha anh em. Và mình sẽ test trên hai con xe này để xem thử con xe nào sẽ chinh phục được trái tim của người yêu xe. Sau khi mình thử test hai con này trên đoạn đường thẳng khơ ít cua anh em, và mình cũng đã đổi xe cho nhau, thì mình có cảm giác như là con 150 xi 150 này nó bị hạn chế vòng tua. Đấy, nó chưa kéo hết tua máy, nó bị hỗn máy rồi, nó hỗn loạn rồi. Đấy, nên cơ chế sang số của nó không bằng con R15 là được. Và như cái nhận định ban đầu của mình là chiếc R15 này đề ba không lại chiếc 150 này, nhưng mà quyết định cuối cùng của mình là mình hoàn toàn bị chinh phục với con R15 này nha các bạn. Nó được đâm hậu rất tốt và nó đề ba cũng rất là nhanh luôn. Nên là mình xin rút lại cái lời nói cái nãy là chạy không bằng ẹt nha anh em. Mẹ tiền nhiều hơn mà chạy không bằng thì mẹ đốt mẹ cho xong. Và mình khuyên các bạn nếu như mà các bạn có ý định lên 150, S150 thì mình có thể thêm vài chục cú nữa. Nói thêm ít thì mẹ hơi nó xạo lồn, nhưng mà vài chục cú nữa chúng ta thắc sắm một con R15 này nha anh em. Với phân khúc 150, nhưng mà mẹ con này là mẹ gái nó bao phê luôn. Và mình sẽ review và mình sẽ test trên đoạn cua. Một khúc cua phải nói là một khúc cua cánh chó nha anh em.